tiếp tục các gian hàng ẩm thực cô chú. Ôi, thiên đường ẩm thực mà. À, cái này là các loại bánh kim chi. Đó. Quá trời món ăn Hàn Quốc. Đây là món ăn Hàn Quốc. Đó, bánh mì. Trời ơi, có bánh mì da beo nữa tại. Bánh mì da beo. Các gian hàng, bánh tráng nướng. Trời ơi, đó đúng rồi, lễ hội bánh mì là phải có bánh mì nè. Đây là bánh, đây là gian hàng bánh mì nướng nha cô chú. Dạ. Bao nhiêu một phần vậy cô? 25.000 một phần. Dạ. Bánh mì nè cô, 25.000 một phần, đầy đủ topping. Cô chú ghé thưởng thức. Lễ hội bánh mì mà lớn nhất Sài Gòn hay là lớn nhất Việt Nam. Có nước mía nữa. Dạ. Ờ, trà nước mía, trà trái cây, trà ổi rồi luôn. Dâu nè, trà chanh nè, kia là bên trà dâu, kem, và mọi người đang đổ xô đi thưởng thức. Kem nữa chưa, kem cuộn Thái Lan. Bánh mì biu biu. À, rồi kìa. Kìa, đây là cũng một cái gian hàng bánh mì nữa. Bánh mì đây rất là đông khách luôn. Đây là gian hàng cá viên chiên, đủ các loại món. À, cá viên chiên cá viên chiên gọi Thái tha hồ mà lựa chọn nha cô chú. Mực khổng lồ nè,
bên đây là đồ nướng nè. À, đây đồ nướng phô mai, thịt phô mai. Nướng bên bên này nha cô chú. Cô chú đến thì cũng rất là đông. À, đây đây ngọc điều. Mấy rang hạt điều lạ quá, thơm quá. Nó hạt điều anh. À, hạt cania. Hạt cania chứ mà hạt điều. Có phải hạt đây bóng cây cania. Bóng cây cania. Dạ. Sao phải gõ vậy anh? Đó cho nó muối nó à, xuống. Nó xuống hả? Muối nó dính vào mấy thành này. Dạ. Cái này là muối hả anh? Đó là muối. Đây gian hàng Hoàng Phú nha cô chú. Điều tươi rồi các tài sản của Bình Phước. Các bài hạt dinh dưỡng. Dạ, các bài hạt dinh dưỡng. Nổi tiếng nhất hạt điều. Dạ. Bóng cây cơ nia. Bóng cây cơ nia. Bóng cây cơ nia. Anh hát bài bóng cây cơ nia. Hạt cơ nia. Cái cơ nia. Có trình hoạt thử. Nó như thế nào mà. Hạt. Được. Hạt cơ nia. Hạt cơ nia. Nó còn nóng khó bóng nha. Nóng lắm á. Rồi. Cái kia cho thử cho biết. Lạ quá hả? Cái hột kia lạ lắm.